sợ mấy phút vậy em? Là tầm khoảng 3 phút anh. Làm chỗ đó giùm con. Dạ rồi. Chú. Cắt luôn chùm nữa không? Dạ. Chú nhà chú. Rồi, cảm ơn chú. Dạ chú tế tế giúp. Dạ chắc bên trên chút, trên chút. Đúng rồi, không sao. Đặt xe taxi, xe ôm gì kêu chồng nó đặt đi. Anh không có cài cái phần mềm đó anh. Thì kêu cài vô, có vậy không à. Chú chỉnh vô lá nói em coi cái. Dạ đúng rồi, coi coi rồi lá khác chú.
Ở quận 9 mình ở các phường lân cận người ta muốn mô hình nông dân đó, nông dân nông phường đó. Mình mới ngay, em hỏi ủa sao anh không là tài liệu anh báo cáo. Tài liệu nằm đầu tôi đâu, tôi báo cáo anh 2 tiếng không, phải 2 tiếng hồ, không cháy giá bán, đúng 2 tiếng hồ, báo cáo anh về tôi báo cáo đúng 2 tiếng này. Dạ, đầu trả. Rồi xong ổng bầu giữ. Mất mẹ 120 đó. Đóng tiền học phải mua cái xe đúng không? Ừ, cho đi học à. Mà xe đâu có đâu mua xe, bữa đứa nào xe đó là 22 triệu lận. Mà học là nên học cái chú mới sao trên nhiều á, là sắp được lên lương cái đẻ nữa rồi cái rồi xuống lương con nó cấm. Dạ đúng rồi. Ủa, anh đẻ như mà đẻ nhiều nó kỷ luật chứ. À, đúng rồi, 3 năm không lên lương. Hả? Huh?